Phẩm thứ ba đại giáo nguyên khởi bây giờ Đức Thế Tôn hiện trăm ngàn sanh tướng oai quang sáng chói như gương sáng sành chiếu rõ vàng pháp tôn giả năng liền tự suy nghĩ ngày nay Đức Thế thật là hy hữu liền từ chỗ ngồi đứng dậy trình áo vải hương quỳ gối chắp tay bành đứng phân rằng bạch Đức Thế Tôn hôm nay Thế Tôn vào đại tịch định an trụ trong pháp đặc biệt an trụ trong pháp hành tối thân của chư Phật qua hiện về lai Phật Phật nhớ nhau Thế Tôn vì nhớ chư Phật quá khứ chư Phật vì lai hay nhớ chư Phật hiện tại phương khác vì sao lại có hoài thần hiếm diệu thù đạt như vậy cuối xin Đức Thế Tôn chỉ dạy bây giờ Đức Phật bảo tôn giả năng lành thay lành thay ông vì lời lạc cảm chúng sanh mời hỏi điều vi diệu như vậy lời thưa hỏi của ông hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần nhiều kiếp vô thị cũng dường khang bậc ngã la bích minh chi phật cùng chư thiên nhân loại và các loại bò bay xung đồng trong một thiên hạ vì sao vậy chứ thiên nhân loài và tất cả hàm linh đời sao đều nhân lời hỏi của ông hôm nay mà đường đô thoát này a nan như lai vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi nên xuân hiền ở đời tuyên dương giáo pháp là muôn cứu bờ quần sanh đem lợi ích chân thật khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm hiếm khi xuân hiền lời hỏi hôm nay của ông lời ích rất lớn a nan nên biến đi chân gia của như lại rất khó suy lường không gì chướng ngại được có thể trong một niệm an trụ vô lượng kiếp thân và cá cánh không có sanh diệt vì sao vậy định huệ của Như Lai thông đạt vô cùng tôi thân tự tại với tất cả pháp ma nàng hãy lắng nghe theo nghĩ nhớ